Với xe đào tạo Forex, xin chào mọi nhà đầu tư. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường. Và tôi xin được chia sẻ đến nhà đầu tư để cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, đánh giá và hiểu rõ những chia sẻ của bản thân tôi là những minh chứng thực tế từ chính những giao dịch của bản thân mình xuyên suốt trong thời gian dài. Và tôi chia sẻ với nhà đầu tư rằng trên thị trường giao dịch Forex này hoặc bất kỳ một thị trường về đầu tư nào, người đứng ra trade hoặc là gọi là nhà đầu tư đều cần phải có thời gian luyện tập theo 5 tháng, chứ không có cái chuyện ăn sổi ở thì mà có thể giao dịch thành công ở trên thị trường. Đây là những điều mà bất kỳ một ai hay một nhà đầu tư nào hoặc bất kỳ một người nào muốn tìm hiểu trên thị trường đều cần phải nhìn nhận và đánh giá cho thật rõ, thật kỹ về những giá trị này. Và trên con đường mà bản thân chính các bạn tham gia trải nghiệm trên thị trường, những giá trị của kiến thức, phương pháp, kinh nghiệm hoặc những giá trị của vấn đề xử lý trên thị trường, các bạn muốn giao dịch được thì các bạn cần phải thấy rõ những người giao dịch thực tế họ vận dụng, áp dụng vào trong thị trường thực tiễn, trong cả một lộ trình mà bản thân chính các bạn đang đi trên thị trường. Có như vậy chúng ta mới biết được rằng những kiến thức, những kinh nghiệm, những phương pháp và những giá trị chia sẻ đó có áp dụng được vào trong thực tế hay không. Và bản thân người đứng ra chia sẻ phải có 5 tháng theo dõi, 5 tháng trải nghiệm, 5 tháng hoàn thiện thì dần dần mới có thể giao dịch và tồn tại được ở trên thị trường về đầu tư Forex. Đó là một điều thực tế và hiển nhiên của bất kỳ một ai trên thị trường về đầu tư Forex hoặc giao dịch coin hoặc đầu tư về chứng khoán. Đây là những điều mà bất kỳ một ai cũng cần phải lưu ý để nhìn nhận, đánh giá và hiểu rõ về những giá trị này. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân chính các bạn và những nhà đầu tư đang trải nghiệm tìm hiểu trên thị trường nên đi thật chậm để nhìn nhận, đánh giá và thấy rõ những kiến thức, những kinh nghiệm và những phương pháp được vận dụng vào trong thực tế. Và những chia sẻ đó, phải người đứng ra chia sẻ, họ phải áp dụng để cho chúng ta thấy rõ về những giá trị này trên thị trường. Có như vậy thì chúng ta mới biết được rằng người nào là những người có thể vận dụng, có thể áp dụng và có thể đưa được vào trong thực tế để chúng ta đánh giá được các giá trị vấn đề. Và bản thân chính các bạn đừng đẩy các bạn vào những con đường cùng khi tham gia vào đầu tư, khi mà bản thân các bạn chưa có năng lực thực tế nhưng đã muốn tạo ra các giá trị lợi nhuận ở trên thị trường thì xin lỗi nhà đầu tư, các bạn chỉ là những kẻ sẽ phải đốt đi những giá trị của bản thân các bạn mà thôi. Đây là những thực tế và những thực trạng mà rất nhiều các nhà đầu tư trên thị trường đã phải lãnh chịu. Và tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, những gì chúng tôi đang hỗ trợ cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, có thể đánh giá và thực tế thấy rõ được các giá trị này. Và trên con đường các bạn trải nghiệm nên nhìn vào trong thực tiễn. Tại sao tôi giao dịch được, tôi chứng minh được mà tôi lại không phân tích trên trading view, tôi không đưa kiến thức của tôi vào trong backtest ở trên thị trường? Bởi vì giữa kiến thức để gáy ở trên trading view, đó được gọi là nhà chơi mõm, và kiến thức để được nói ở trên backtest, đó là gọi là chơi mồm ở trên thị trường. Đấy là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Và cả một chặng đường dài chính là những chuỗi giá trị mà các bạn phải thấy, phải nhìn nhận và phải trả giá để có thể hoàn thiện được các giá trị cho chính bản thân các bạn khi tham gia vào bất kỳ một kênh đầu tư nào. Vào trong thị trường coin, vào trong thị trường forex, vào trong thị trường chứng khoán, chúng ta đều phải thấy rõ lịch sử giao dịch và tài khoản đầu tư hoặc là gì nhỉ? Toàn bộ cả quá trình họ giao dịch vận dụng ở trên thị trường chứng khoán, thị trường coin hay thị trường forex đều có lịch sử, đều có cả quá trình về đầu tư để cho chúng ta nhìn nhận, đánh giá. Và người đứng ra chia sẻ trên thị trường họ phải trực tiếp chứng minh, dẫn chứng về những điều này cho chúng ta kiểm chứng, đó mới là những người có năng lực thật sự ở trên thị trường. Còn bất kỳ một ai chỉ là nhận định hay phân tích, xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những thằng bịp ở trên thị trường về đầu tư forex. Và tôi mong muốn bản thân các bạn nên hiểu rõ và đi chậm lại để nhìn nhận, đi chậm lại để đánh giá và thực tế để cho các bạn đi trên con đường đầu tư mà các bạn đam mê trên thị trường. Và đây là những giá trị tôi chia sẻ và gửi cho cộng đồng với những minh chứng thực tế ngoài vấn đề trade về forex. Bây giờ tôi trade coin, tôi chia sẻ để cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư, để cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và trong thực tế cùng đánh giá rõ về các giá trị này trên thị trường. Xin chào mọi nhà đầu tư.